Hello, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã click vào video này của Mai nha. Thì hôm nay Bạch Mai sẽ mang tới cho mọi người về phiên bản dòng côn tay sẽ có là Sonic này, Sangria và Rider nha. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ cùng em tham khảo về dòng xe Sonic trước nha. Thì kế bên em đây là một màu sơn 3D. Thì đa số hôm nay là em sẽ mang tới cho mọi người là những màu sơn 3D nhé. Thì hiện tại là hôm qua là ngày chủ nhật ngày mùng 10 tháng 12 cuối năm á, thì có rất là nhiều khách tới mua xe, nên là lượng xe của em hôm nay sẽ có một số màu sơn 3D thôi chứ không được nhiều màu. Tại vì hôm qua cả nhà mua quá nhiều, riêng ngày hôm qua là bán là 5-6 chiếc rồi đó. Thì hiện tại đứng kế bên em đây là con màu sơn là vàng đỏ đen 3D nha cả nhà. Thì cái màu vàng này á, chuẩn bị Noel, chuẩn bị Tết rồi á, thì mọi người thấy cái màu vàng này sẽ rất là nổi bật. Nếu mà mọi người đi những màu này đi bên ngoài đường á, thì sẽ thu hút được nhiều sự chú ý của những người đi xung quanh mình nha. Thì hiện tại là Sonic bên em thì đang được bán với mức giá rất là tốt. Và giá hiện tại thì là tốt nhất là so với những thời gian về trước đây. Thì hiện tại giá em sơn 3D này thì đang dao động là chỉ có 49 triệu thôi. 49 triệu mà mình có liên hệ trước với em thì em sẽ giảm giá cho thêm 2 triệu nữa là còn 47 thôi nhé. Về mọi người sẽ xem tổng thể phần cái dáng xe của con Sonic này nè. Thì cái dáng xe của nó thiết kế rất là gọn, rất là đẹp mắt. Những cái chi tiết này nó phối hợp với nhau rất là hài hòa nha. Nhìn nó rất là gọn và không có quá nhiều chi tiết thừa, thì sẽ đem lại cho mình cái cảm giác lái rất là đầm chắc và êm lái em khi mà mình lái xe đi đường xa ha. Thì cái màu sơn này là màu vàng đen rồi. Ở bên kế bên em đây nữa thì còn rất là nhiều màu sơn khác nữa. Mời mọi người cùng đi tham khảo thêm nha. Đây nè, đây là màu sơn 3D là màu xám cá mập nha cả nhà. Nè, cái hàm răng cá mập nè, đó. Mọi người có muốn xem chi tiết hơn thì mọi người cứ nhắn tin qua cho em nha, chụp hình lại. Nhắn tin qua cho em sẽ gửi mẫu mã cho mọi người xem tham khảo cho kỹ. Thì kế bên em đây là màu xanh nữa này, màu xanh nè. Với những màu sơn 3D á, thì ra xe là màu nào thì cà vẹt bên em sẽ làm đúng theo là màu đó cho mọi người đi là không có sợ giao thông nhé, yên tâm về phần màu sơn. Thì cái nước sơn bên em là sẽ hỗ trợ bảo hành cho mọi người trong vòng 1 năm, bong tróc nổ sơn gì thì cứ đem qua em bảo hành cho mọi người nha, không miễn phí, không mất tiền đâu. Này, cái bên này là màu tím titan nè. Màu tím titan này thì rất là đẹp nha. Khi mà mọi người chạy xe ngoài đường á, nó sẽ đổi màu này, từ màu xanh sang màu tím, từ tím sang xanh vậy đó. Rất là nổi bật luôn. Đặc biệt là đẹp khi mà đi dưới trời nắng á. Đây, cái bên đây là màu xanh ngọc nè. Xanh ngọc nè. Đó, xanh lục bảo. Và có thêm màu tím nữa. Còn rất là nhiều màu sắc nữa thì bên em không có trưng xe đây hết được. Mọi người có muốn tham khảo thêm màu nào thì cứ nhắn tin trực tiếp qua bên Zalo giùm em nha. Với dòng xe này á, Sonic mua gót mọi người chỉ cần trả trước cho bên em là từ khoảng tầm 8 triệu thôi là em có thể lên hồ sơ cho mọi người rồi. Mọi người cầm theo căn cước gốc cho em là được nha. Thì em sẽ tiện đây thì em sẽ giới thiệu cho mọi người luôn về Sangria và Rider nha. Mời mọi người đi theo em. Đây, ở đây thì cũng còn mấy chiếc thôi tại vì bán quá nhiều không còn xe để mà quay cho mọi người xem thêm được. Ở đây có cho mình là con Rider này, màu sơn 3D ha. Màu sơn này là màu đỏ candy nha cả nhà. Lên cà vẹt sẽ là màu đỏ đen, rất là đẹp mắt nhé. Màu này thì đang bán cực kỳ chạy tại cửa hàng. Tất cả những phiên bản xe khác thì màu này là bán rất chạy luôn nha. Cái phần xe Rider này thì hiện tại bên em là đang bán với mức giá rất là rẻ, chỉ gần là 45 triệu thôi. Mọi người mua góp thì đưa trước cho em tầm khoảng 7 triệu nha. Em lên hồ sơ cho. Cái bên đây này có thêm màu tím iPhone nữa này, cũng đồng giá luôn nha. Tím iPhone và màu xám cam cũng đồng giá là 45 triệu thôi, gần 45 thôi. Mọi người liên hệ trước, em bớt 2 triệu còn là 43 thôi nhé. Đây, còn một em Sangria nè. Em Sangria này là em Sangria tư nhân, màu vàng đen 3D ha. 3D tem bao đốm rất là đẹp mắt nè. Đó. Thì dòng Sangria này là bên em đang Sangria tư nhân là đang có mức giá là 47 triệu 500, cũng rất là rẻ. Những dòng xe tay côn hiện nay là đang rất là rẻ. Thì mọi người có nhu cầu mua xe, mọi người cứ nhắn tin cho em theo số điện thoại bên dưới màn hình là 0325 240 470. Em sẽ hỗ trợ bớt giá cho mọi người là 2 triệu đồng khi mọi người liên hệ trước nha. Và mọi người có thể tới là nói có biết Mai qua YouTube cũng được, Mai sẽ hỗ trợ giảm giá luôn cho cả nhà luôn. Thì mọi người từ xa tới có thể tới cổng 1 Đại Nam này, khu du lịch Đại Nam, cổng Mỹ Phước 3 này, ngã tư Hòa Lợi hoặc ngã ba Phú Hòa gì đó, bên Mai sẽ trực tiếp ra đón mọi người vô cửa hàng coi xe luôn nhé. Mọi người có thấy video này hay hoặc là có ý nghĩa thì mọi người hãy cho Mai một lượt like, một lượt đăng ký kênh.
Cảm ơn mọi người đã coi video của Mai nha. Bye bye.